Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em đến tham quan một căn nhà chính chủ sẽ ở với diện tích khuôn viên đất ngang 5, sâu vào 19m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, hướng Tây Bắc, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với trường học An Hội và trường học Phạm Văn Chiêu nha quý vị. Căn nhà mình cũng rất là gần với siêu thị M2 và đây là một căn nhà chính chủ sẽ ở rất chắc chắn và kiên cố, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thiết kế có sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 6 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Và quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Căn nhà này nằm trong một khu dân cư hiện hữu, nhà lầu và được xây mới 100% nha quý vị. Số hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng. Đường trước nhà này tầm 5-6 mét đường nhựa. Và vị trí này cách mặt tiền đường chính đường Phạm Văn Chiêu khoảng tầm 100 mét nha quý anh chị. Vị trí này thuận tiện cho quý vị chúng ta vừa ở vừa mướn phòng ti và cho thuê. Và chúng ta sẽ cùng em vào bên trong căn nhà này. Căn nhà này thì có lớp cổng bên ngoài, khoảng sân đậu xe máy bên trong. Và nhà thiết kế hiện đại nhá. Nhà xây ở nên rất chắn và kiên cố nha mọi người. Bên trong thì quý vị sẽ có hai lớp cửa nữa, một lớp cửa cổng bên ngoài và một lớp cửa nhôm sinh pha bên trong. Dưới tầng trệt bên ngoài sẽ là gara đổ xe hơi, quý vị đổ vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Nhà ngang 5 nên không gian rất là thoáng và rộng. Ở nền thì chủ nhà ốp gạch 80 và hai bên tường ốp gạch tên cao mét 2. Bên trên có đèn trần, đèn thả rất là lung linh. Và căn nhà này thì chủ nhà xây ở nên làm rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Quý vị mua căn nhà này về làm lại nội thất nữa thì phải nói là tuyệt vời. Di chuyển vào bên trong gara xe hơi thì chúng ta sẽ đến với không gian cầu thang ở dưới nhà. Kế bên cầu thang bộ thì chúng ta sẽ có không gian ô chờ cầu thang máy. Và chúng ta đang tham quan không gian cầu thang này. Cầu thang thì ốp đá hoa cương màu đen trắng kết hợp với tay vịn gỗ sồi. Ở dưới nhà là ô cầu thang máy. Và phía sau đây là không gian phòng bếp với bàn ăn, bàn đáo, khu vực bàn ăn, tủ bếp trên dưới đều làm chất liệu gỗ và được sơn màu trắng, kết hợp với tủ lạnh hai cửa, tủ bếp trên dưới. Sau nhà thì quý vị sẽ có giếng trời rộng 2m và vệ sinh ở cuối. Nhà chính chủ sẽ ở nên đang hơi bề bộn một chút xíu nhá. Quý vị nào mua thì về chúng ta dọn đồ ra thì sẽ rất là đẹp. Và quý vị nhìn này, nhà sẽ ở nên dàn đà và tường được sơn rất là kỹ và chắc chắn. Dưới cầu thang đây thì chúng ta sẽ không gian phòng vệ sinh với tầng trệt bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ngang 5, độ dài lên tới 19m, số hồng riêng, hướng Tây Bắc. Chủ nhà đang chào bán là 10 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Quý vị cô chú quan tâm căn nhà này thì còn chần chừ gì mà không bốc máy, alo ngay về cho em Huy Hùng theo số hotline 0918 178 647. Một căn nhà chính chủ xây ở rộng lên tới 19m và bề ngang lên tới 5m. Thiết kế đẹp, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có khu vực chờ thang máy và thiết kế có lửng nên quý vị đổ xe hơi, xe tải bên trong nhà thoải mái và dễ dàng. Nhà thì có gara xe hơi rất là rộng. Chủ nhà thì nuôi nhiều chó nên có hơi ồn một tí nha quý vị. Khu vực cầu thang đây thì ốp đá hoa cương màu trắng đen, tay vịn gỗ sổ, lan can làm bằng sắt. Lên tầng lửng sẽ là không gian phòng khách này. Và do nhà mình thì chủ nhà có chữ ô cầu thang máy này. Quý vị thấy ô cầu thang máy được chữ ở giữa nhà này. Với không gian phòng khách ở đây thì chúng ta sẽ có một bộ sofa, màn hình tivi, tủ kệ tivi và không gian phòng khách có luôn không gian vệ sinh. Thông với không gian phòng khách là khu vực giếng trời phía sau. Nhà rất là rộng nha quý anh chị. Giếng trời phía sau thì cũng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Chúng ta đang đến với không gian phòng khách của căn nhà. Ngang 5, sâu vào 19m, hướng Tây Bắc. Thiết kế đẹp, có không gian trừ sợ thang máy, trừ để chúng ta làm thang máy ngay giữa nhà này. Không gian này chúng ta lắp thang máy 450kg hoặc là 630kg đều được nha. Rất là rộng này quý vị này. Không gian làm thang máy phải nói là cực kỳ rộng. Và ngay tại không gian sảnh tầng lửng này thì chúng ta còn có một không gian phòng khách mini bên ngoài đây nữa. Với không gian này rộng khoảng tầm 2m và dài tầm 5m nha. Chúng ta đang đến với không gian tầng lửng và di chuyển lên trên. Quý vị sẽ cùng em Hùng đến với không gian kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ. Căn nhà này thì có 4 phòng, cầu thang rộng, giếng trời rộng thoáng mát. Và nhà thì xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố. Pháp lý giấy tờ sổ hồng riêng. Phòng ngủ căn nhà ngang 5 quý vị thấy này, rộng thênh thang luôn nha. Với tủ áo, giường ngủ, chăn ga gối đệm, máy lạnh. Và bàn làm việc, bàn trang điểm, cửa sổ ra giếng trời, cửa sổ ra khu vực giếng trời dưới nhà, giếng trời ở cuối. Và có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì cũng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led này. Do nhà chủ nhà có nuôi nhiều thú cưng
nên là cần chuyển về bán, để cần chuyển về các quận ngoại thành để kiếm một miếng đất rộng để xây biệt thự và nuôi các con thú cưng nha quý vị. Thì ở thành phố thì nó hơi chật chội. Và chúng ta đang đến với không gian của phòng số 2 này. Phòng ngủ căn nhà ngang 5 thì phải nói là rộng tuyệt vời luôn nha mọi người. Với giường ngủ 2 mét, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo này, bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công. Căn nhà này được thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại sẵn rồi nha quý vị. Quý vị mua về trang trí lại vô nội thất nữa, phải nói căn nhà này phải nói là lung linh luôn. Và đặc biệt là nó rất là thoáng. Quý anh chị cô bác nào mà có người già, chúng ta có nhu cầu gắn thang máy thì chủ nhà có trừ sẵn cái không gian để chúng ta gắn thang máy rồi này. Và lên trên đây, tiếp tục theo cầu thang bộ, chúng ta sẽ di chuyển lên trên không gian lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4. Một căn nhà phố ngang 5, độ dài lên tới 19 mét, hướng chính Tây Bắc, với đầy đủ công năng thiết kế tặng kèm, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và giá bán thì 10 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh hết khả năng. Và quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 3 này. Phòng ngủ này thì với hệ thống cửa nhôm ra khu vực mặt tiền chính, trần thạch cao phẳng, khu vực gắn máy lạnh, vệ sinh, thiết kế mở, cửa sổ ra giếng trời. Và qua phía sau đây, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Do nhà chỉ có hai vợ chồng ở thôi, nên là quý vị thấy có hai phòng ngủ ở thôi nha mọi người. Còn hai phòng bên trên thì hầu như là để trống này. Đây là không gian của phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4 này. Giá bán đang được chào ra rất là rẻ cho một căn nhà phố ngang 5, độ sâu vào 19 mét, thiết kế hiện đại, mẫu mới và có ô chờ thang máy. Diện tích công nhận dân số lên tới 95 mét vuông, phun thổ cư và được chủ nhà chào bán với mức giá là 10 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng. Hướng Tây Bắc, nằm ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, sát bên trường học An Hội và trường học Phạm Văn Chiêu của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trên khu vực sân thượng thì chúng ta sẽ có sân thượng trước sau khu vực để máy giặt này. Ở đây thì chủ nhà có lợp mái bên trên rồi, và khu vực sân thượng sau này thì rộng rãi và thoáng nhé. Và phía trước thì chúng ta có sân vườn hồ cá phía trước. Nhà thì chủ nhà ở ít trước này. Sân thượng này thì quý vị có thể làm thêm phòng thờ. Chúng ta gắn khung bao là chúng ta làm phòng thờ thôi nhé. Và phía ngoài đây thì có cả hồ cá nữa này quý vị. Hồ cá bên ngoài nhưng mà cũng không có nuôi cá nhé. Nhà trước đây làm xong rất là đẹp nhưng nay thì nó thấy nó cũng rất ít người ở nên là cũng khá là dơ nhé. Và quý vị có bác quan tâm đến căn nhà chính chủ xây ở ngang 5 sâu vào 19 mét này, alo cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.